khóa nắp từ bị đóng, trườn đầu và rơi viên bi từ. Đâu em xem nào, là trườn hết đầu rồi đúng không? Ừ. Đâu được trườn. Mất một cái, một lỗ hay sao đúng không? Đúng rồi, mất một viên mà nó vặn nhiều quá, nó tuét hết cả cái đầu rồi thế này. Vừa cố, thực ra em chả khóa rồi, thì hôm qua bảo là đi chưa đi khóa. Mèo. Mở này, khóa cổ này. Thử khóa cái đó kéo được. Khóa này, mở này. Đây, okay. Chị thử cho em cái cốt này thế nào. Đây, em bàn giao cái chìa cũ này. Vâng, đấy được không? À, vâng, em cảm ơn ạ. Vâng, chào chị.